Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Henriette liếc nhìn tôi, gian sinh và tỏ cho tôi hiểu nàng có thể thi triển quyền hành giúp đỡ tôi như nàng thường dùng để binh giữa các con. Lúc đó tôi đáp lời bá tước rất nghiêm túc và xoay chuyển khéo léo cái đầu óc u ám của ông. Bạn thân yêu tội nghiệp, nàng thì thầm và lặp lại mấy lần vài chữ đến tai tôi như một luồng gió mát. Rồi khi nàng cho rằng mình có thể can thiệp thành công, nàng dừng lại nói với chúng tôi: quý ông có biết rằng quý ông nói chuyện chán ngấy không? Nhờ câu hỏi yêu cầu tinh thần hiệp sĩ đối với phụ nữ, bà tức ngừng nói chuyện chính trị, rồi đến lượt chúng tôi làm ông phát chan vì chuyện không đâu. Và ông để mặc chúng tôi tự do đi dạo, diễn cớ rằng đầu ông quay mòng mòng khi tôi đi vòng vo trong cùng một không gian quen thuộc. Những điều phỏng đoán buồn thảm của tôi là thật. Phong cảnh êm đềm, bầu không khí ấm áp, trời đẹp, thung lũng thơ mộng ngất ngây trong vòng 15 năm đã xoa dịu cơn ngẫu ứng chua cay của người bệnh này, thì giờ đây lại bất lực. Vào thời mà tính thô lỗ của những người khác cùng đi và bớt góc cạnh, thì tính tình của nhà quý tộc già còn hiếu chiến hơn xưa. Từ vài tháng nay, ông ăn nói ngược ngạo mọi chuyện, chẳng có lý do gì, không cần biện minh ý kiến của mình nữa. Chuyện gì ông cũng hỏi tại sao, lo sốt do vì một chuyên hàng tới trễ, nhú mũi vào đủ thứ chuyện trong nhà, và quan tâm đến chuyện nội trợ nhỏ nhặt khiêm vợ và người làm mệt nhoài, mà không cho họ tự quyết chút nào. Xưa kia ông không nổi cao nếu không có lý do đặc biệt, bây giờ ông cáu gắt thường xuyên. Có lẽ trước đây ông lo toan sản nghiệp, tính toán lời lỗ trong nông nghiệp, ông có cuộc sống đầy hoạt động nên đã giúp ông bớt tính khí cao kỉnh và chỉ còn lo âu thôi khi dùng trí não để mà làm việc. Và có lẽ bây giờ qua vô công sở nghề thành ra sanh bệnh, cái bệnh đó không bộc lộ ra ngoài được, lại sinh ra trong những ý nghĩ thâm căn cô đê. Cái tôi về tâm thần đã chiếm chỗ cái tôi thể chất, ông trở thành thầy thuốc cho chính mình. Ông ngôn ngâu những cuốn sách y học, tưởng rằng mình mắc bệnh theo các mô tả đã đọc được, và phòng ngừa giữ sức khỏe một cách vô ích, đủ trò không đoán trước được, cũng không ai làm ông vừa lòng được. Khi thì ông không muốn nghe tiếng ồn ào, thì nữ ba tước tạo ra quanh ông một sự im lặng tuyệt đối. Bỗng nhiên ông than phiền mình như đang sống trong mồ. Ông nói phải có khoảng trung dung giữa ồn ào và cảnh hư không của cánh cửa sập im lìm. Khi thì ông giả vờ thờ ơ với mọi sự phàm trần. Cả căn nhà đã thở được, bọn trẻ chơi đùa, công việc nội trợ xong xuôi không ai phê bình. Thịnh lình giữa tiếng ồn, ông khổ sở gào lên, người ta muốn giết mình. Mình ơi, nếu là con của mình phải biết chuyện gì làm phiền chúng chứ. Ông nói với vợ và trầm trọng qua thêm sự bất công trong lời lẽ của mình bằng cái giọng the the và lạnh lùng. Ông mặc đồ rồi thay đồ liên tục, khi nghiên cứu mọi dấu hiệu thay đổi thời tiết dù là nhẹ nhất, và làm gì cũng tham khảo hàng thứ biểu. Dù vợ quan tâm ông như một người mẹ, ông không thấy món ăn nào vừa miệng, và ông cho rằng dạ dày suy nhược và khó tiêu khiến ông mất ngủ thường xuyên. Tuy nhiên ông cứ ăn uống tiêu qua ngủ nghê một cách hoàn hảo, đến mức một bác sĩ thông thái nhất cũng thán phục. Ý muốn thay đổi thất thường của ông khiến người nhà mệt ngất ngư, và người làm vốn thích thói quen đều đặn nên không thể thích nghi với những đòi hỏi luôn ngược ngạo của ông. Ba tước muốn cửa sổ luôn mở, diễn cơ rằng không khí rất cần cho sức khỏe. Vài ngày sau thì không khí lại quá ẩm ướt hay quá nóng, nên không chấp nhận được. Lúc đó ông cào nhào cái cọ và để ra vẻ có lý, ông phủ nhận lĩnh trước đây của mình. Trí nhớ kém cỏi này hay do không có đức tin khiến ông thắng thế trong mọi cuộc tranh luận khi vợ ông cô chông lại ông. Không khí ở Closewood trở nên không thể nào chịu nổi khiến linh mục Domini, một người có học vấn sâu, vốn muốn quyết tâm giải quyết vài vấn đề, đành giả vờ làm lơ. Nữ bá tước không còn hy vọng nữa như xưa, có thể giấu kín trong dòng gia đình những cơn điên giận đó. Những người trong gia đình từng là nhân chứng về cảnh bực tức không có lý do của lão già yếu mạng vượt qua giới hạn cho phép.
Họ luôn tận tụy với nữ bá tước nên bên ngoài họ không hề toát mồ hôi hột. Nhưng nàng sợ rằng một ngày kia, cơn mê sảng sẽ bùng nổ cho công chúng biết và không còn giữ được sự kính trọng của mọi người nữa. Sau này tôi mới biết nhiều chi tiết kinh khiếp về cách hành xử của bá tước đối với vợ. Thay vì an ủi nàng, ông khiến nàng bức xúc vì những lời tuyên đoán rằng nàng phải chịu trách nhiệm về nỗi bất hạnh sắp tới. Vì nàng từ chối các phương thuốc điên rồ mà ông buộc các con phải dùng, nữ bá tước tự hứa với sắt và Madeleine. Bá tước tuyên bố một cơn bão dù trời rất trong trẻo. Nếu tình cờ chuyện xảy ra trùng hợp với tiên lượng, lòng tự ai thỏa mãn của ông khiến ông vô cảm với bệnh tật của các con. Một trong hai đứa con khó ở, bá tước đem hết đầu óc để tìm hiểu nguyên nhân của cơn đau là ở trong hệ thống chăm sóc của vợ ông. Và ông bình phẩm từng chi tiết nhỏ nhặt và luôn kết luận bằng những từ ngữ sát nhân: nếu các con bà lại bệnh, chắc là bà muốn thế. Luôn luôn ông thay trong việc điều hành nội trợ những khía cạnh tồi tệ nhất và luôn đóng vai trò luật sư của quý theo thuật ngữ của người đánh xe trong gia đình. Nữ bá tước đã cho Sắc và Madeleine dùng bữa vào giờ khác với giờ ăn của nàng và tránh cho các em khỏi chịu đựng hành động bệnh hoạn của bá tước bằng cách lôi kéo giông bão về phía mình. Madeleine và Sắc ít khi gặp cha vì người ích kỷ thường có ảo giác đặc biệt. Bá tước không hề có ý thức mình là tác giả của mọi điều tệ hại. Trong những câu chuyện tâm sự mà chúng tôi nói với nhau, ông luôn than rằng mình xử sự quá tốt với người thân. Ông xoay chuyển đánh bạc đập tan tai họa quanh mình như một con khỉ. Rồi sau khi gây tổn thương cho nạn nhân, ông phủ nhận đã xúc phạm đến người đó. Lúc đó tôi hiểu những đường nét như bị dao cạo ra trên trán của nữ bá tước là từ đâu đến. Tôi chợt trông thấy khi gặp lại nàng, trong những tâm hồn thuần khiết, sự thẹn thùng ngăn họ bộc lộ nỗi đau. Họ trút bỏ niềm đau một cách kiêu hãnh, không đối với người mà họ yêu vì lòng từ bi đầy khoái lạc. Cho nên, mặc dù tôi nài nỉ, tôi cũng không gỡ ra ngay những lời tâm sự của Henriette. Nàng sợ làm tôi buồn, nàng chỉ thú nhận với tôi qua những lời ngắt quãng và đó bừng mặt. Nhưng chẳng bao lâu tôi đoán được chuyện bá tước vô công rối nghề, làm khiến chuyện nhà ở Glossgow thêm trầm trống. Henriette, vài ngày sau tôi nói với nàng, khi chứng tỏ với nàng rằng tôi đong đếm được chiều sâu những nỗi khổ ai mới, có phải bạn đã làm sai khi thu xếp quá tốt đất đai của mình để ông bá tước không còn gì để làm nữa? Bạn thân, nàng nói với tôi và mỉm cười. Tình cảnh của tôi rất cần tôi quan tâm sát sao. Hãy tin rằng tôi đã nghiên cứu mọi nguồn lực và mọi thứ đã cạn kiệt. Thật vậy, chuyện phiền nhiễu ngày càng trầm trọng. Vì ông Đờ Mò Sớp và tôi luôn có mặt, tôi không thể giảm và phân tách mọi rắc rối thành nhiều điểm. Mọi chuyện đối với tôi rất đau lòng. Tôi đang nghĩ đến chuyện giúp ông Đờ Mò Sớp giải khuây bằng cách khuyên ông lập một trại tầm tang ở Glossgow, vì chúng tôi đã có vài khoảnh ruộng dâu là vết tích của kỹ nghệ xưa kia ở Turin. Nhưng tôi nhận ra ngay, ông sẽ độc tài ở đó cũng như ở nhà, và tôi sẽ có thêm cả ngàn phiền muộn ở xưởng đó. Quý ông quen quan sát, hãy biết rằng nàng nói với tôi, khi còn trẻ, tánh xấu của đàn ông bị xã hội kềm chế, chỉ dừng lại trong các trò chơi mai rủi và thẹn thùng vì mong được mọi người kính trọng. Sau này, trong cô đơn ở một người đàn ông lớn tuổi, những khuyết điểm nhỏ lộ ra kinh khủng hơn vì bị đè nén quá lâu. Tính yếu kém của con người chủ yếu là hèn nhát, không có yên bình cũng không tạm ngừng. Những điều mà hôm trước bạn đã thỏa thuận, hôm nay ông ta lại đòi hỏi, rồi mai mốt lại đòi nữa. Tanh sông nổi cộm lên khi ta nhường nhịn và ngày càng lan rộng. Người mạnh mẽ thì dĩ tha, họ luôn thấy hiển nhiên đúng đắn và bình thản. Trong khi người đam mê xuất phát từ tánh yếu đuối không biết thương xót ai, họ sung sướng khi được hành động như trẻ con, chỉ thích trái cây hái trộm hơn các loại trái cây được dọn trên bàn. Cho ông Đờ Mò Sớp thấy vui thật sự khi bắt bí tôi. Ông vốn là người không biết lừa dối ai, lại lừa phỉnh tôi rất khoái chí, miễn là mưu mẹo được châu kinh. Sau khi tôi đến được một tháng, một buổi sáng, khi ăn sáng xong rồi ra ngoài, nữ bá tước nắm tay tôi, trốn qua một cánh cửa thông ra vườn trái cây và nhanh nhẹn kéo tôi vào vườn nho. À,
ông ấy sẽ giết tôi. Nàng nói, tuy nhiên tôi muốn sống, dù là chỉ vì các con tôi. Sao thế? Không có lấy một ngày thư giãn, luôn đi trong bụi gai, xịt ngã vào mọi lúc mọi nơi, và lúc nào cũng tập trung sức lực để giữ thăng bằng. Không ai đủ sức tiêu tôn nghị lực như thế. Dạ tôi biết phải dồn sức lực đến đâu, dạ tôi quyết tâm chống chọi, hồn tôi sẽ phủ phục xuống đó. Nhưng không, ngày qua ngày sự tấn công lại đổi tính và luôn luôn chộp lấy tôi lúc tôi không phòng bị. Niềm đau của tôi không chỉ có một mà nhiều vô số. Felix, Felix, bạn không tưởng tượng nổi mọi hình thức khủng bố bạo chúa của ông ta khả ô đến mức nào, và những đòi hỏi man rợ mà ông ta gửi ra từ mớ sách y khoa đó. Ôi bạn ơi, nàng nói và tựa đầu lên vai tôi, không nói hết lời tâm sự. Rồi sao sẽ ra sao? Biết làm gì đây? Nàng nói tiếp và dùng chảy khỏi những suy nghĩ chưa bộc lộ được. Biết trông chờ sao đây? Ông ấy sẽ giết tôi. Không, tôi sẽ tự sát trước. Tuy nhiên đó là tội ác. Trốn đi chăng? Còn các con tôi? Chia tay sao? Nhưng sau 15 năm kết hôn lại đi nói với cha tôi rằng tôi không thể sống cùng ông đợi mặt sớm. Và nếu cha hay mẹ tôi đến, ông ta sẽ chững chạc, ngoan ngoãn lễ phép trí tuệ. Giả lại đàn bà có chồng còn có cha hay mẹ, các bà thuộc về chồng cả về thể xác và tài sản. Tôi sống bình lặng nếu không phải là hạnh phúc, thì tôi cũng có sức lực trong nỗi cô đơn trong trăng. Tôi thú nhận như vậy, nhưng nếu tôi thiếu cái hạnh phúc tiêu cực đó, tôi sẽ phát điên. Sự chống chọi của tôi dựa trên lý lẽ mạnh mẽ không thuộc về riêng tôi. Chẳng phải là tội ác khi cho ra đời những đứa trẻ bị kết án đau đớn triền miên sao? Tuy nhiên cách hành xử của tôi gợi ra những vấn đề nghiêm trọng mà tôi không thể tự mình quyết định. Tôi là quan tòa, ngày mai tôi sẽ đi tour để tham khảo ý kiến linh mục Birotto, người hướng dẫn mới của tôi, vì cha xứ De La Bèche thân yêu và đức hạnh đã qua đời. Nàng nói và ngừng lại. Dù ông nghiêm khắc, tôi vẫn nhớ quyền năng thánh thiện của ông. Người kế nghiệp ông là một thiên thần dịu dàng hay mối lòng thay vì quát mắng. Tuy nhiên, trong lòng tôn giáo, có lòng can đảm nào mà không được tôi luyện? Lý lẽ nào mà không được củng cố khi nghe giọng nói của thanh linh? Chúa tôi, nàng nói tiếp và lau khô dòng lệ và ngước mắt nhìn trời. Ngài trừng phạt con vì lẽ gì chứ? Nhưng phải tin người, nàng nói và tì ngón tay lên cánh tay tôi. Phải, cần tin người. Felix, chúng ta phải đi qua lò thử thách đó sực trước khi đến các tinh cầu cao xa thánh thiện. Tôi phải câm lặng chăng? Người cấm con, Chúa ơi, được phép kêu gào trong lòng một người bạn sao? Con yêu bạn ấy nhiều quá chăng? Nàng siết chặt tôi vào lòng như thế, nàng sợ mất tôi. Ai xô tan dùm tôi nỗi ngờ vực này? Lương tâm tôi chẳng trách móc gì cả. Những vì sao rực sáng trên cao chiếu khắp nhân quần? Tại sao tâm hồn, vì sao nhân thế nào không phủ ánh lửa lên người bạn khi ta chỉ gần bạn trong những ý nghĩ thuần khiết? Tôi yên lặng nghe tiếng gào thét kinh khiếp ấy, nắm lấy bàn tay sủng ướt của nàng trong tay mình còn ướt hơn nàng. Tôi ôm chặt nàng bằng cả sức lực và Henriette đáp lại cũng nồng nhiệt như thế. Hai người ở đằng đó à? Bà tự kêu lên khi đi đến chỗ chúng tôi, đầu để trần. Từ lúc tôi trở về, ông luôn khăng khăng muốn xen vào giữa những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hoặc vì vui thích, hoặc ông tưởng rằng nữ bá tước kể lại những nỗi đau của nàng và than thở trong lòng tôi. Hoặc ông ghen tức một niềm vui mà ông không được chia sẻ. Ông ấy theo dõi tôi, nàng nói với giọng thất vọng. Chúng ta hãy đi xem vườn nho để tránh ông ấy. Chúng ta cúi xuống dọc hàng dậu để ông ấy không thấy chúng ta. Chúng tôi men theo một hàng dậu rậm rạp, làm thành trì. Chúng tôi chạy đến vườn nho và chẳng bao lâu chúng tôi đã tránh xa bá tước trong một lối đi trồng toàn cây hạnh đào. Henriette thân yêu, lúc đó tôi nói và siết cánh tay nàng vào tim mình. Tôi dừng lại để nhìn nàng đang đau khổ. Bạn đã khôn ngoan hướng tôi qua những con đường nguy khôn của xã hội thượng lưu. Vậy cho phép tôi đưa ra vài chỉ dẫn để giúp bạn kết thúc trận đấu tay đôi. Không ai làm chứng mà chắc chắn bạn sẽ ngã khuỵu, vì bạn không chiến đấu bằng thứ vũ khí ngang tài ngang sức. Đừng chống chọi với kẻ điên lâu hơn nữa.
Nàng nói và cố nén dòng lệ đang dâng trong mắt. Hãy nghe tôi, bạn thân yêu. Sao một giờ nói chuyện mà tôi phải chịu đựng vì yêu bạn? Thường ý nghĩ của tôi bại hoại, đầu tôi nặng trĩu. Bà Tước khiến tôi nghi ngờ về trí tuệ của mình. Cũng những ý nghĩ như thế cứ lặp đi lặp lại và ghi khắc trong đầu tôi, dù tôi không muốn. Chứng điên cuồng lặp đi lặp lại một ý tưởng không lây lan. Nhưng khi chứng điên loạn đó là ở trong cách hình dung ra đủ thứ chuyện và ẩn nấp trong những cuộc tranh cãi thường xuyên, bệnh đó sẽ tàn phá những người xung quanh. Tánh kiên nhẫn của bạn thật phi thường, nhưng chẳng phải vì thế mà mụ mẫm cả người đi sao? Như vậy vì bạn, vì bọn trẻ hãy thay đổi cách ứng xử với bá tước. Bạn càng hòa nhã thỏa hiệp thì ông ta càng phát huy tánh ích kỷ thôi. Bạn xử xử với ông ấy như một người mẹ cưng chiều con trẻ. Nhưng giờ đây nếu bạn muốn sống, và tôi nhìn nàng và nói, và bạn muốn sống mà, hãy dương ra một đế chế để mà cai trị ông ta. Bạn biết mà, ông ấy yêu bạn và sợ bạn, hãy khiến cho ông ta sợ bạn nhiều hơn nữa. Hãy chống đối mọi ý muốn bành trướng của ông ta. Nếu bạn nhượng bộ thì sẽ làm cho bệnh của ông ta nặng hơn về mặt tinh thần, như khi người ta đưa người điên vào một lô ở rạp hát. Bé yêu, nàng mỉm cười cay đắng nói cùng tôi, chỉ có một người đàn bà không tim mới đóng được vai trò đó. Tôi là mẹ và là một đau phủ tội. Phải, tôi biết đau khổ nhưng không thể làm cho người khác đau khổ, không bao giờ. Nàng nói, không thể làm vậy dù có được kết quả lớn lao, danh giá cỡ nào. Giả lại làm vậy là dối lòng mình, ngụy trang giọng nói của mình, trang bị vũ khí tận trang, làm hỏng các động tác cử chỉ mình sao? Tôi không làm được chuyện dối trá như thế. Tôi có thể đứng chắn ngang giữa bá tước và các con. Tôi chịu đòn để ông đừng xúc phạm ai hết. Đó là cách mà tôi hòa giải nhiều lợi ích đối lập nhau. Hãy để tôi ngưỡng mộ bạn, thanh nữ. 3 lần là thanh nữ. Tôi nói và khuỷu gối xuống đất và hôn lên áo dài của nàng, cũng để lau những giọt lệ dâng trào lên mắt. Nhưng nếu ông ta giết bạn, tôi nói, nàng tay mặt và ngước mắt lên trời đáp, cầu ý Chúa được thực hiện. Bạn có biết nhà vua nói với phụ thân bạn thế nào về bạn không? Lão quỷ đờ một xốp còn sống mãi sao? Đó là một lời nói đùa trên miệng nhà vua, nàng đáp, và là tội ác ở đây. Dù chúng tôi đề phòng, bá tước đã đi theo chúng tôi dọc đường. Ông đuổi kịp chúng tôi, đổ mồ hôi hột, đứng dưới một cây dẻ nơi nữ bá tước dừng lại để nói những lời lẽ nghiêm trọng này. Khi thấy ông, tôi bắt đầu nói về mùa nho. Liệu ông có nghi ngờ gì không? Tôi không biết, nhưng ông không nói lời nào, chỉ quan sát chúng tôi, không quan tâm đến hơi mát của cây dẻ. Sau chốc lát nói vài lời không đâu ngắt quãng đầy ý nghĩa, bà Tước nói ông đau tim và đau đầu. Ông than nhẹ nhẹ, không chờ chúng tôi thương hại, không mô tả những cơn đau. Qua những hình ảnh cường điệu, chúng tôi không hề chú ý đến lời nói của ông. Khi trở về, ông còn thấy đau hơn nữa, nói là mình sẽ lên giường và đi ngủ không cần nghi lễ gì cả, rất tự nhiên một cách không bình thường. Chúng tôi tận dụng khoảnh khắc đình chiến và tánh khí bệnh tưởng của ông, và chúng tôi xuống hàng hiên thân thuộc, cột mạch lên đi theo. Chúng ta đi dạo trên sông đi, nữ bá tước nói sau khi dạo dài vòng. Chúng ta sẽ tham dự mẻ đánh cá do người giữ trang trại dành cho chúng ta. Chúng tôi ra ngoài qua cánh cửa nhỏ, chúng tôi đến chỗ chiếc thuyền nhỏ, nhảy lên đó và chậm chậm ngược sông An. Giống như 3 đứa trẻ vui thích giặt giánh, chúng tôi nhìn cỏ bên bờ, những chú chuồn chuồn xanh lơ hay xanh lục. Và nữ bá tước ngạc nhiên vì có thể thưởng thức như thú vui bình lặng khi lòng còn đau nhói. Nhưng thiên nhiên tĩnh lặng đi qua thật vô tư giữa trận chiến, chẳng phải là để an ủi chúng ta sao? Cơn sao động của mối tình đầy khát khao lại hài hòa với nước xúc xích qua lắc lai mà tay người còn chưa quỷ hoại biểu lộ bao mơ mộng thầm kín. Con thuyền lắc lư trong khoai lạc mơ hồ, bắt chước những ý nghĩ bền bồng trong hồn. Chúng tôi cảm thấy đầy ắp thi vị sông đôi, lời nói âm gian của thiên nhiên lạc tỏa nơi chuyện bi ẩn, và ánh mắt là những tia sáng chơi chan khi tham gia vào năng rớt trên đồng cỏ đỏ rực.
dòng sông như lối mòn cho chúng tôi bay lướt. Cuối cùng không bị phân tâm gì luôn, phải cử động khi đi bộ. Tâm trí chúng tôi tràn ngập sáng tạo, niềm vui sảo sực của một cô bé được tự do khiêng cử chỉ nàng thật duyên dáng, nói năng sốt sắng. Chẳng phải nàng là biểu hiện sống động của hai tâm hồn tự do vui sướng trong sáng tạo của Plato mà các bạn trẻ yêu tha thiết đều biết hay sao? Để vẽ ra cho em giờ phút ấy không phải bằng những chi tiết khôn tả mà là tá cánh toàn thể. Tôi cho em biết rằng chúng tôi yêu nhau trọn vẹn bằng cả con người, bằng cả sự vật dây quanh. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc quá sức mình, hơn cả điều chúng tôi mong ước. Hạnh phúc thấm thía nhức nhối vào hồn chúng tôi. Và nữ bá tước bỏ găng tay, những buông tay lên mặt nước như để tưới mát sự cuồng nhiệt thầm kín. Mắt nàng nói, nhưng miệng nàng hé mở như một bông hồng trong gió, khép lại vì khô khát. Em biết giai điệu âm thanh trầm rất hài hòa trong những âm điệu cao vút. Giai điệu ấy luôn gợi nhớ cho tôi điệu nhạc của hai tâm hồn chúng tôi lúc ấy, không bao giờ tìm lại được. Bạn cho đánh cá ở đâu? Tôi nói với nàng, nếu bạn chỉ có thể đánh cá phía trên bờ thuộc về bạn. Gần cầu Rouen, nàng nói với tôi, ha, bây giờ dòng sông là của riêng chúng tôi từ cầu Rouen cho đến Clotheswood. Ông de Mossop vừa mua 40 sào đồng cỏ với tiền tiết kiệm của 2 năm nay và tiền trợ cấp của ông ấy. Chuyện ấy bạn có ngạc nhiên không? Tôi thì muốn rằng cả thung lũng này là của bạn, tôi kêu lên. Nàng mỉm cười đáp lại, chúng tôi đến phía dưới cầu Rouen, ở nơi sông An rộng và người ta câu cá ở đó. Nào, Martino, nàng nói. À, thưa bá tước phu nhân, chúng tôi xui quá. Từ 3 giờ qua chúng tôi ở đây, ngược lên cối sai cho đến đây mà không bắt được gì cá. Chúng tôi cập bờ để giữ mẻ lưới cuối cùng và cá ba ở trong bụi sương mù. Là một loại thủy dương có vỏ cây màu trắng, thường mọc trên sông Danube, trên sông Loa, mà có lẽ ở trên những dòng sông lớn. Và đến mùa xuân thì tung ra những lớp bông trắng mượt phủ ngoài các đóa hoa. Nữ ba tước đã lấy lại vẻ nghiêm túc đứng đắn, gần như nàng hối hận vì đã tiết lộ với tôi những niềm đau của mình. Đã la hét như Job, thay vì khóc như thanh lữ Madeleine. Một Madeleine không tình yêu, không có lễ lạc, không tan biến, nhưng thơm ngát và tuyệt đẹp. Lưới dây kéo lên dưới chân nàng đầy cá, cá chép, cá chày, cá măng, cá bé ca và một con cá gây thật to nhảy soi soi trên cỏ. Thật quá sức tưởng tượng, người gác trại nói, các công nhân mắt tròn mắt dẹt chiêm ngưỡng người phụ nữ giống như một nàng tiên có đũa thần chạm vào lưới. Lúc đó người giữ ngựa xuất hiện, cưỡi ngựa nước đại xuyên qua đồng cỏ và sùng mình kinh khiếp. Chúng tôi không đi cường sắt, và ý nghĩ đầu tiên của người mẹ như vị xin nói đầy thi vị là siết chặt hai đứa con trong lòng khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Rắc, nàng kêu lên, rắc đâu, có chuyện gì xảy ra với con trai tôi? Vậy nàng không hề yêu tôi. Nếu nàng yêu tôi khi nàng thấy tôi khổ đau thì nàng phải có điệu bộ một con sư tử cái tuyệt vọng. Bà tước phu nhân, bà tước cảm thấy đau hơn nhiều. Nàng thở ra chạy về phía tôi, theo sau là Madeleine. Bạn từ từ mà về, nàng nói với tôi, để con bé này đừng phát sốt. Bạn thấy đấy, ông đờ mắt sốt chạy vào thời tiết nóng đã khiến ông đổ mồ hôi. Và ông lại đứng dưới cây dẻ, có thể là nguyên nhân gây bất hạnh. Chữ này nói trong cơn bối rối đã tố cáo tâm hồn thuần khiết của nàng. Cái chết của ba tước là bất hạnh sao? Nàng nhanh chóng về Clotheswood, đi qua một khe hở trong tường và băng ra vườn nho. Quả vậy, tôi chậm rãi trở về. Biểu hiện của Henriette đã soi sáng tôi như tia chớp soi sáng vào quỷ quái mùa gặt sắp cất vào kho. Suốt chuyến đi dạo trên sông, tôi cứ ngỡ mình là người được yêu thích nhất. Tôi cay đắng cảm nhận nàng tin lời của ông ta. Người tình nếu không phải là tất cả thì chẳng là gì cả. Tôi mong được ở một mình với niềm khao khát có mối tình biết hết bao điều mình muốn. Được nuôi dưỡng trước bằng những cái vuốt ve mơn trớn mơ ước. Và thỏa mãn khoái lạc trong hồn vì hòa lẫn trong đó cả tương lai cũng dành riêng cho tình nhân. Dù cho Henriette yêu, nàng cũng không biết gì về khoái lạc ái tình cũng như những cơn giông bão cuồng nổ do tình ái gây ra. Nàng là người sống tình cảm như thanh nữ sống với Chúa.
Tôi là đối tượng gắn bó trong ý nghĩ, những cảm giác bị nàng ngộ nhận, những cái tổ ong gắn chặt vào một nhánh cây trổ qua. Nhưng tôi không phải là nguyên tắc sống của nàng. Tôi là một tai biến trong đời nàng, chứ không phải là cả cuộc đời nàng. Tôi là ông vua bị trút ngôi. Tôi cứ tự hỏi liệu ai sẽ trả lại vương quốc cho tôi đây. Trong cơn ghen tuông cuồng dại, tôi tự trách mình chẳng dám làm gì cả. Chẳng buộc chặt sợi tơ âu yên thật tinh tế mà không có thật, buộc tơ bằng xiềng xích chim hổ hẳn hoi.